thêm một xe Nhật giá rẻ nữa về để phục vụ anh chị, dành cho chị thích một chiếc xe phân khúc C rộng, xe Nhật bền và khá là tiết kiệm, và giá chỉ có 399 triệu thôi anh chị. Anh tích số sàn để 2015, đăng ký lần đầu 2016, một chủ mới từ đầu, xe mang nước sơn màu bạc và chất xe còn khá là đẹp luôn anh chị. Xe này chủ xe bảo dưỡng hãng đều hết, tất cả mọi thứ làm trong hãng hết, nên cái chất xe còn rất là đẹp và máy êm lắm. Để em đeo vòng tổng thể cho anh chị xem ha. Dàn vỏ Michelin rất là êm, mang nước sơn màu bạc, xe này mẫu mới luôn anh chị, mâm đa chấu nè. Đó, mâm đa chấu, máy 1.8G, Corolla Antique rất là bền. Đây, biển số 63, một chủ mới từ đầu luôn. Phía sau là có cam lùi. Đây, Antique này mang nước sơn màu bạc, nhìn nó sạch sẽ lắm. Chá đèn còn khá là sáng. Đó. Xe này mấy anh chị nào thích cái dòng Toyota, nhìn cái xe này chắc chắn là thích liền. Chỉ có 399 triệu thôi, mức giá rất là tốt. Đây, dàn vỏ Michelin. Đó, xe phủ gầm hết rồi anh chị. Thấy chủ xe kỹ không? Cái mâm này, phía sau là có phanh đĩa đầy đủ hết. Tay mở cửa có giả mạ rôm. Đây, vào nội thất cho anh chị xem. Đây, cái tắp bi cửa nè anh chị nè. Đó, còn rất là mới đúng không? Ở đây là nỉ zin. Ghế là lên cái da rồi. Căn đét có chữ Antique luôn. Đó, Antique ngồi rộng khỏi bàn nè. Đây, ngồi siêu rộng luôn. Siêu rộng luôn. Đây, có lên bọc trần luôn anh chị. Bọc trần này cơ bản thì sẽ mát. Vô lăng còn khá là mới, CD zin theo xe, nó không chớp đâu nha anh chị, do em quay vào á. Và đây là nội thất nè, ghế da nè, còn khá là mới. Và xe số sàn nha anh chị. Có nhiều anh chị chạy xe tải á, thì khá là thích chạy xe số sàn. Có nhiều anh nói là chạy số sàn đỡ buồn ngủ, thoải mái. Chạy xe số tự động thì nó nhàn quá, dễ bị buồn ngủ. Đây, vào nội thất cho anh chị xem. Đây, mấy cái tay nắm cửa còn khá là mới luôn nè. Đó, tắp bi cửa nè. Đây, những cái bệ bước lên bước xuống nè anh chị. Đó, ghế cơ ha, không có ghế điện đâu. Ghế chắn số sàn mà. Đây, vào nội thất cho anh chị xem. Xe lăn bánh được 96.000 km. Đó, auto chuẩn luôn anh chị. Xe này là mọi thứ chủ xe làm trong hãng hết, bảo dưỡng rất là đều. Đó, chủ xe rất là kỹ, chạy bao nhiêu là bảo dưỡng đều của hãng hết, nên cái máy xe rất là êm. Đây, vô lăng nè anh chị, nó có sờn nhẹ này, tí xíu xíu thôi nè. Đó, còn như là vô lăng còn có nguyên cái vân hết nè, anh chị thấy không? Đó, vô lăng hao mòn theo thời gian, vậy là đúng chuẩn anh chị, khá là đẹp. Rồi, CD zin theo xe thôi. Đó, nói chung xe Toyota thì rất là đơn giản, không có quá là cầu kỳ về option. Đây, cần số nè, để em lấy nét cho anh chị xem. Đó, 6 cấp. Và đây là viền, có viền mà Aprom. Mấy cái nút này là không có option gì hết ha. Đây, ghế, quay cận cảnh cái ghế cho anh chị xem nè. Đó, tắp bi cửa bên này nè, tắp lô nè anh chị. Đó, rất cận cảnh ha. Cái tắp lô này bữa trước chắc có thể là để cái tượng gì trong này nè, nó có hàng lên cái dấu sơ sơ ở đây ha. Để lau chùi ra một phát là hết ha. Đây, cái phí nhất bảo dưỡng nè anh chị. Bên em vừa bảo dưỡng 96.000 km xong. Đó, khi mà bên em đem xe về, bên em sẽ dọn dẹp cái xe nó sạch sẽ tươm tất và bảo dưỡng xe luôn. Đó, giao cho anh chị cái xe nó sạch đẹp tươm tất và chất lượng tốt nhất luôn. Anh chị lấy về chỉ việc đi thôi, gọn gàng tươm tất sạch sẽ. Đây, chị nhìn nước sơn nè, còn rất là đẹp. Nước sơn này bên em dọn rửa sạch sẽ rồi, đánh bát gọn gàng cái xe. Đây, dàn vỏ Michelin, đi cách âm tốt, dàn vỏ còn khá là dày. Cái mâm này nhìn nó cũng đẹp ha, mâm đa chấu phay, mâm phay. Đây, chá đèn nè anh chị, còn khá là mới nè. Có 399 triệu thôi, có chiếc xe Nhật rộng rãi, bền. Để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây máy xe nè anh chị, máy xe bên em dọn rửa sạch sẽ rồi. Anh chị nhìn cái cục máy thấy thích ghê không? Rất là mới. Đó, máy đùa VVTi rất là bền của Toyota. Đây, ốc chân máy nè, máy đang quay nè, quay ghi sát vào cho anh chị xem. Đó, ống lạnh nè. Đó, máy sạch sẽ. Đây, keo chỉ đang nguyên zin hết. Ốc cabo nè. Đó, chất lượng thì chắc chắn đảm bảo tuyệt đối rồi. Về mặt chất lượng thì anh chị yên tâm ha. Quay ghi sát vào cho anh chị xem mấy con ốc đầu nè. Đó, rất là chỉnh chu. Nói chung mấy cái dòng xe này người ta đi kỹ lắm, nên cái chất xe còn rất là đẹp. Anh chị nhìn mấy con ốc nè, ốc về, ốc cabo nó còn nguyên hết. Xe thì chắc chắn đảm bảo tuyệt đối về mặt chất lượng cho anh chị rồi, nên về mặt chất lượng thì anh chị yên tâm tuyệt đối ha. Máy hộp số chưa từng đại tu, không đâm đụng, không tỉ kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, có cam kết bằng văn bản, có mộc đỏ công ty rõ ràng, nên về mặt chất lượng và pháp lý thì bên em sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha.
Rồi chỉ có 399 triệu thôi, anh chị có Antique. Phân khúc C rộng rãi, tiết kiệm và đi khá là đậm chất, sang trọng. Một chủ mua mới từ đầu luôn, bảo dưỡng đều. Đó, chất xe còn khá là đẹp. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé, qua số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em chắc chắn sẽ được hỗ trợ tốt nhất. Đó. Em cũng đang cần mua thêm nhiều xe về để phục vụ anh chị có nhu cầu. Nếu như mà anh chị nào đang có nhu cầu bán xe hoặc là biết người quen nào bán xe, giới thiệu giúp em nha. Ưu tiên cho em ha. Đó. Xe thì không đâm đụng, không thì kết giá cả hợp lý thì em sẽ mua hết. Rồi cảm ơn chị xem video nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye.